Nay ngày 23 tháng Chạp âm lịch, chắc hẳn là nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị mâm cúng để đưa ông Công ông Táo về trời. Ghi nhận tại Hà Nội thì từ ngày hôm qua, nhiều gia đình ở Hà Nội đã làm lễ cúng tiễn ông Công ông Táo sớm, rồi mang cá chép thả tại các sông hồ. Theo ghi nhận thì nhiều người dân mang cá chép đi thả ở các địa điểm quen thuộc ở Hà Nội như là Hồ Trúc Bạch, Hồ Tây, sông Hồng. Theo quan niệm dân gian thì trong các gia đình người Việt đều có ông Táo trông coi việc bếp núc, quản chuyện gia đình. Hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp thì ông Táo sẽ về trời mang theo những mong ước, nguyện vọng cho một năm mới sắp tới. Cá chép là phương tiện để ông Táo cưỡi về trời. Biết người dân sẽ đi thả cá chép, một nhóm bạn tình nguyện viên đã có mặt từ sớm ở Hồ Trúc Bạch để vận động người dân không thả túi ni lông, bát hương và vàng mã xuống hồ. Tại các điểm thả cá, khi có người dân đến thả, các bạn trẻ đã nhanh chóng tiếp cận rồi giúp đổ cá ra chậu, gom túi ni lông, đồng thời tuyên truyền việc hạn chế sử dụng túi ni lông, thả túi ni lông ra môi trường.